Today's a great day to celebrate, and I encourage you to take the time in the hall as a community to give thanks to God for his many blessings and the intercession of Our Lady of the Assumption. It's a good day to celebrate because 1929, Los Angeles, my mother was born on August 15th, and so this is always a great time to celebrate as I give thanks to God for my mother. And when she turned 21 years of age, 1950 was the great announcement of the proclamation of Our Lady of the Assumption, although it had been celebrated for centuries, our Holy Father making it an official doctrine of the Church. And 25 years later, a community of people moving away from war and of death, coming out to this new land of the United States, coming to Anaheim to celebrate Mass and prayers for the Vietnamese community at that time, 1975, of actually beginning a new community here, St. Boniface, over these 47 years. And that puts us now into history of telling the story not only from those who remember that, but now writing that story down and telling that to another generation. It is also not only looking at the past, it is a looking to Mary as she raises her hands to us to invite us all into the victory of the Assumption that she has received, the victory over death that she has received and is the promise a final victory for all of us who follow in the footsteps of her Son. So blessings upon the new leadership elected and the community as it goes forward, as we ask the intercession of Our Lady to accompany us here at St. Boniface. Congratulations to all on Chia. Trước hết con xin được chuyển tiếp lời của cha tân sứ tại cộng đoàn. Con xin công bài lời tiếng Anh trước với cha. Thank you, Father Ed, for your presence and also for your extraordinary spiritual leadership. Without your leadership, it's not an exaggeration to say that our community would not be the great community at the St. Boniface. Tonight, your presence is truly a testimony of your support. Thank you very much, and thank you for the word that you said, for your kind word and support that you just gave it just a few minutes ago. Now, I would like to do my best to translate what you just said. Kính thưa cộng đoàn, cha tân sứ vừa nói là hôm nay là chúng ta mừng lễ bổn mạng, thì mẹ của ngài xin vào ngày 15 tháng 8, tức là ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Cũng vào năm 1950 là giáo hội cho chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Và đúng 25 năm sau là giáo dân, những người xa lạc vì chiến tranh đến Anaheim này và thành lập cộng đoàn Đức Mẹ Hồng Triều Anaheim. Và cho đến ngày hôm nay, chúng ta đã được 47 năm tại cộng đoàn này, tại giáo xứ này. Và như ngài cũng đã nói, Đức Mẹ giang hai tay để mời gọi chúng ta có thể vượt qua giống như ngài, như Đức Mẹ đã vượt qua sự chết và đến vinh quang và được Chúa cho về trời. Trong những ngày tới, xin chúc cộng đoàn theo như ngài nói, Đức Mẹ luôn đồng hành và phù hộ với chúng ta để chúng ta có những tháng ngày tới và tiếp tục để duy trì và phát triển cho những thế hệ mai sau. Đó là lời của ngài vừa trực tiếp. Con cũng xin ngắn gọn, xin nhân dịp này mừng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, chúng con xin chúc cha cầm nhiệm, cha xứ, thể sáu sơ và toàn thể quý cụ, quý bà và anh chị em cùng quý vị quan khách luôn nhiều sức khỏe và luôn được Chúa đồng hành, đặc biệt là đối Đức Mẹ luôn phù hộ để quý vị luôn được sống trong ân sủng của Đức Mẹ và Thiên Chúa và luôn làm sáng danh Chúa trên hành trình đời sống đức tin của mình. Chúng con cùng
Nhân dịp này, uống nước nhớ nguồn và ăn quả nhớ kẻ trồng cây, chúng con xin được tri ân những quý vị đã có công lao trong các sinh hoạt của cộng đoàn trong những tháng năm qua. Sau đây chúng con xin mời ông Phan Văn Hiền. Xin mời ông lên chúng ta. Và mời cô Đỗ Thị Ngọc Anh, Catherine, xin mời chị lên chúng ta. Giáo sư Sabonafay, cộng đoàn Đức Mẹ và ông Tiểu Anaheim chân thành tri ân ông Phan Văn Hiền, trưởng đoàn Liên minh Thánh Tâm 2020-2022. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ hồn xác lên trời, ban nhiều ơn phúc lành xuống cho ông và gia đình. Giáo sứ Sabonafay cộng đoàn Đức Mẹ Mong Kiều Anaheim chân thành tri ân cô Đỗ Ngọc Anh Catherine, hiệu trưởng trường Việt ngữ Phan Bội Châu 2018-2022. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ hồn xác lên trời ban nhiều ơn phúc lành xuống cho cô và gia đình. Lời cảm ơn. Gia đình, cho nên chúng con xin chia buồn đến gia đình Đan Quyến và có người mẹ thân yêu qua đời trong tuần qua. Chúng con cũng xin một lần nữa cảm ơn ông Chủ tịch Kiệt và người phó ngoại vụ là tân ban thường vụ của cộng đồng Công giáo Việt Nam. Chúng ta xin cho quý vị này một tràng pháo tay nữa. Cha bà điện và tất cả quý vị ở đây xuống hội trường, chúng con đã chuẩn bị rất kỹ cho cái phần thực cũng như là phần văn nghệ. Xin quý cộng đoàn dân Chúa ráng và qua bên hội trường để chúng ta trong niềm vui chung là mừng lễ bổn mạng của cộng đoàn của chúng ta lần thứ 47. Một lần nữa chúng con xin cảm ơn.